Đây mọi người. Ôi, hôm nay chờ đợi mãi mới được thấy cái Lâm Đinh. Cái Lâm Đinh đây. Mọi người chờ cả ngày đã, đi cả ngày đây. Mới được một cây. Đây mọi người. Đây là Lâm Đinh này. Đấy, ở dưới rất là nhiều đinh này. Thấy chưa? Đá luôn. Lâm này rất là ngon nhá, mình thích nhất lâm này luôn. Đây mọi người. Wow. Lâm đinh. Tí tã luôn này mọi người. Ha. Đấy. Lâm này rất là giòn nhá. Giòn dã man. Chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục vào rừng để tìm một loại lấm nhé. Lấm này mình thấy rất là đặc biệt. Đó, lấm này nó có màu trắng tinh khôi nhé. Hôm nay mình sẽ chủ đạo mình tìm một loại lấm này thôi. Đó là lấm đinh. Đó. Rồi, hôm nay mình cùng mình tiếp tục vào rừng để tìm lấm đinh nhé. Hôm nay mình sẽ hy vọng sẽ tìm được lấm đinh đó. Đây khu vực có những năm mình đi á, khu vực này cũng có lấm đinh. Mình vừa nói thì có luôn đây. Đó. Wow, có lấm đinh rồi. Đây mọi người. Đây. Lấm đinh của mình đây rồi. Đó. Rồi, đây. Là lấm đinh. Tìm thấy lấm đinh rồi. Đây, lấm đinh đây, có cái đinh nhá. Gọt luôn, sẽ luôn. Lấm này ngon lắm này. Lấm này á, trên cái trang web của Thụy Điển nói về lấm ấy, thì họ chia ra 5 sao ấy. Thì lấm này thuộc top thứ 5 nhá, top là ngon nhất. Đó, lấm vàng chỉ được 4 sao thôi. Lấm đùi gà cũng chỉ được 4 sao thôi. Lấm này thì được 5 sao nha. Đó. Ok. Rồi, đây nữa này. Ồ, đây nữa, tiếp tục. Tiếp tục mình còn thấy mấy cây nữa này. Rồi. Đó. Đây. Ôi. Đã chưa? Đây. Ok. Đây nữa. Ok. Đó. Này. Ngon quá đi. Cái này trắng nữa này. Rất là ngon. Đây, còn cái lông vĩ đại nữa này. Đó. Trắng chưa? Này. Đinh, hàng đinh ở dưới này. Đây mọi người. Thấy hàng đinh không? Đó. Lấm đùi ăn ngon lắm. Đã chưa? Ok.
Đây rồi, mình đã thấy một cây lâm đinh nha. Đã thấy một cây lâm đinh rồi. Mấy ăn lẩu lắm này thì tuyệt vời luôn. Đây, mình nhìn thấy không? Đang... lâm vàng à? Phải vì mình thấy cái lâm đinh nhưng mình không nhìn ở bên cạnh luôn á. Đã luôn này. Đã luôn này, có cây lâm đinh. Nè. Đó, đây này mọi người. Mình thấy lâm đinh ngon dã man luôn á. Đây mình đã thấy một cây lâm đinh nữa này. Lâm đinh đây. Đó. Đây, cây gốc nó được nó to này. Đó, đã chưa? Gốc nó to như này mà. Quá đã luôn đấy. Ở đây thỉnh thoảng thấy cây lâm đinh là ok rồi. Quá đã, quá đã. Ok. Đây lâm đinh này. Nè. Đá luôn này. Wow. Gãy ở dưới. Ở dưới chân luôn này. Ra đây nhưng mà mình không tới. Này lâm đinh đấy mọi người. Wow, đã chưa? Lâm đinh đây. Lâm đinh đây. Lâm đinh đây, từ từ. Ok. Này, rất là đẹp này. Đây mọi người, đó. À, đây có lâm đinh. Cái lâm đinh. Yeah. Cái này đẹp, cái này to này. Đã chưa? Hi. Cái này to luôn. Đấy. Quá đã luôn. Này. Ok. Đây là lâm đinh này, lấm này mình thích này. Đã luôn này, đó. Lấm này mình yêu thích luôn đấy. Rồi đây có một cây nữa này. Sâu à? Đây lâm đinh nha mọi người. Hay rất đẹp. Có một cái lâm đinh lúp đây này. Nè. Rất là xinh xắn. Núp trong này luôn. Đây. Đây, tiếp tục một cây nữa nhá. Lâm đinh của mình. Như từ dưới kia mình cũng có một cây nữa. Đây, một cây lâm đinh nữa đây. Wow, hôm nay lâm đinh cũng tìm thấy là đá luôn á. À. Rồi. Nè. Mọi người thấy cây lâm đinh nha. Cái đình của nó rất là tươi này. Cây này rất là ngon. Cây này cực đẹp luôn này. Hôm nay về ăn nấu lắm thì ăn nấu lắm hôm nay mình sẽ chỉ có hái mọi thứ một ít thôi. Không có nhiều đâu. À. Quá đã này. Cái gốc này cũng rất là ngon nhá. Gốc này cũng rất là ngon. Đó. Đấy chưa? Đấy chưa? Cái này rất là tươi ngon. Và đây nhé mọi người, đây là thành quả hôm nay lấm đinh của mình đây. Đói, lấm này đặc trưng của nó là có những cây đinh ở đằng sau của lá này. Đó, màu rất là trắng nha. Đấy, lấm này thì ăn rất là giòn, thơm,
Hôm nay ăn xào thì cực kỳ ngon. Xào với bò đó mọi người. Này thì năm nay nó cũng không được mùa nhiều. Cho nên là mình nghĩ cũng chỉ tìm được chừng 500 gram hôm nay thôi. Không được nhiều. Đó, mình thái ra là rất là đẹp đó. Ok nha mọi người. Để mình thái ra cho mọi người xem nha. Đây nha. Mình chỉ thái cho mọi người xem nhé. Đây cái nấm này thái ra nó rất là nó trắng là ngon này. Thái này như thái thịt gà luôn này. Mọi người thấy không? Nó trắng. Ngon cực kỳ luôn. Đây. Mình thái cho mọi người xem này. Nấm này xào ấy, nó cực kỳ ngon luôn, nó giòn mà nó thơm. Mình thái được thôi là mình đã ngửi thấy mùi thơm rồi đó. Thơm, đặc trưng của cái nấm này. Nấm này nó ngon lắm. Đó. Rất là thơm ngon này. Cái nấm to này mình xem luôn. Rất là trắng này. Trắng tinh. Như thịt gà thơm lắm bà chủ ơi, người đây rất là thơm, thơm ngậy ngậy á, thơm ngậy dã man luôn á. Đó, mình thái hết ra đây nha, còn mình xào đủ đủ xào luôn á, trắng dã man. Trắng tinh. Này ăn lẩu đó, ăn lẩu lắm hôm nay. Quá đã. Đó. Này ăn lẩu cũng rất là ngon. Trắng tinh. Thơm. Ôi thơm đấy. Đây nha, đây là thành phẩm hôm sau khi mình thái ra này, một đĩa ngon, rất là ngon cái lấm này nha. Đó, nó sáng nó trắng như này mà, thơm lắm. Này mọi người nhìn không, thốt thịt này. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.